khoảng cách song phương dằn co hư không cơ hồ chỉ có mấy trăm, vạn dặm địa trên vị trí, một khối nho nhỏ hỗn độn phù lục bên trên, một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào liền giấu ở nơi này. Người này thân hình anh vĩ, hình dạng uy vũ bất phàm, đúng là bị Âu Dương Liệt vừa rồi tưởng nhớ Hạng Sơn. Giờ này khắc này, Hạng Sơn cao mày, miệng đầy đắng chát, rất muốn chửi ầm lên một tiếng, Âu Dương Liệt ngươi cái này lão hố hàng, thực muốn hại chết lão tử rồi. Hắn tự tiến cái này lô trung thế giới bắt đầu, liền một mực độc thân hành động, cũng không phải không muốn cùng những người khác tộc cường giả liên thủ, chỉ là không có gặp được mà thôi. Mà hắn cũng một mực đang tìm kiếm cực phẩm khai thiên đan hạ lạc. Trước khi thử qua mượn nhờ cái kia phàm phẩm khai thiên đan đến đột phá bản thân bình cảnh, nhưng lại không chỗ hữu dụng, trước kia phẩm giai ngã xuống di chứng, cần phải một miếng cực phẩm khai thiên đan mới có thế đền bù. Vận khí của hắn không tốt, nhưng là không tính quá xấu. Tìm kiếm đã lâu, ngay tại cơ hồ sắp lúc tuyệt vọng, cuối cùng có chỗ được, liền tại đây một khối nho nhỏ hỗn độn phù lục bên trên, hắn tìm được một miếng vô chủ cực phẩm khai thiên đan. Đè xuống trong lòng kích động, do dự hồi lâu, cái này mới quyết định tại chỗ luyện hóa linh đan, đột phá cửu phẩm, mà chỉ cần hắn có thế đột phá cửu phẩm, cái này lô trung thế giới là được mặt hắn qua, chưa từng nghĩ, vừa mới đem linh đan thu vào tiểu càn không trong, liền phát giác được phương xa có tranh đấu động tĩnh, cái này lại để cho hạng sơn rất là cảnh giác. Giờ phút này chuyển di vị trí đã có chút không còn kịp rồi, lập tức lấy ra tùy thân mang theo rất nhiều trận bài, tại bốn phía bố trí xuống trận pháp, che giấu thân hình cùng khí tức. Hắn vốn tưởng rằng bên kia tranh đấu không sẽ kéo dài quá lâu, đợi đến lúc tranh đấu chấm dứt, hắn tự có thế an tâm đột phá. Ai ngờ bên kia tranh đấu chẳng những không có muốn chấm dứt dấu hiệu, ngược lại còn càng diễn càng liệt cũng không biết bởi vì sao, tự hồ nhân mạch hai tộc cường giả đang không ngừng tụ tập. Thẳng đến đại chiến triệt để bộc phát, đánh nửa hồi lâu mới hành quân lặng lẽ. Vừa rồi, hắn lại đã nghe được Âu Dương Liệt cùng cái kia mặt tộc vương chủ tiếng gọi. Giờ mới hiểu được, bên kia đại chiến nhân tộc một phương, là do Âu Dương Liệt thằng này chủ trì. Nghe cái kia mặt tộc vương chủ nói song phương như vậy dừng tay, riêng phần mình thối lui, hắn hung hăng nhẹ nhàng thở ra, chờ mặt tộc một phương rút đi, hắn tự có thế an tâm tấn chức rồi. Lại nghe Âu Dương Liệt hô muốn giết sạch mặt tộc vân vân, hắn hận không thể hiện tại tự lao ra đem Âu Dương Liệt miệng cho đánh bạc, lẫn nhau kết bạn nhiều năm như vậy, hắn ở đâu còn không biết Âu Dương Liệt, cái này ngu xuẩn hô càng hung, càng là ngoài mạnh trong yếu, mặt tộc một phương muốn rút đi, lại để cho bọn hắn rút đi là, còn dây dưa cái rắm. Điều này cũng làm cho mà thôi, mấu chốt là hắn đã đem Linh đang thu vào tiểu càng khôn, Trước đây một mực áp chế không dám luyện hóa Linh đang dược hiệu, e sợ cho xúc động bản thân bình cảnh, bạo lộ hành tung. Nhưng này giống như áp lực cũng cuối cùng có một cực hạn, đã đến lúc này, rốt cuộc áp chế không nổi, Linh đang dược hiệu dung nhập, tiểu càng không cương vực giới bích bắt đầu tan rã, cương vực khuếch trương, đột phá cửu phẩm động tỉnh là bốn phía bố trí trận pháp cũng khó có thể toàn bộ che lấp, Âu Dương Liệt cùng cái kia mặt tộc vương chủ cơ hồ tại cùng một thời gian phát giác. Hai vị cường giả tất cả đều trong lòng giật mình, ý thức được đây là có cường giả được cực phẩm khai thiên đang, đang tại luyện hóa đột phá. Là mặt tộc, còn là nhân tộc, đại trận trận pháp mặc dù không có đem đột phá động tỉnh toàn bộ che lấp, nhưng vẫn là mơ hồ ngoại nhân phán đoán, trong lúc nhất thời vô luận là Âu Dương Liệt hay là mặt tộc vương chủ, đều làm không rõ ràng lắm đang tại đột phá là không phải người của mình. Nhưng rất nhanh, hết thảy liền sáng suốt bên kia thiên địa vĩ lực thoải mái mà lên đột phá động tỉnh càng lúc càng lớn làm cho người muốn bỏ qua cũng khó khăn lần này nhân mạch hai tộc cường giả đều có cảm ứng âu dương liệt hai mắt tỏa sáng là ta nhân tộc cường giả đang tại đột phá này khí tức hắn bỗng nhiên minh bạch ai vậy tại đột phá cửu phẩm rồi cái kia rõ ràng là hạng đầu to khí tức mới vừa rồi còn nghĩ đến hắn không biết có phải hay không là chết ở địa phương nào rồi không có nghĩ tới tên này rõ ràng lặng lẽ mị mị địa trốn ở phụ cận tấn chức, cái này thật đúng là khiến người ngoài ý đến cực điểm. Khách quan Âu Dương Liệt kinh hỉ, đối diện mặt tộc Vương chủ nhưng lại sắc mặt đột nhiên chìm, quát lớn nói: "Có nhân tộc cường giả tại đột phá cửu phẩm, theo ta giết." Vốn là hắn đã ý định dẫn mặt tộc các tướng sĩ rút lui, nhưng bây giờ ở đâu còn có thể đi. Nhân tộc một phương đã sinh ra đời một vị cửu phẩm, nếu là lại sinh ra đời một vị đó cũng không phải là đùa giỡn, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thừa dịp đối phương còn không có đột phá thành công thời điểm, nghĩ biện pháp đem hắn đã giết. Tự tính toán không giết, cũng muốn hư mất hắn lần này cơ duyên, tuyệt không thể để cho nhân tộc nhiều hơn nữa một vị cửu phẩm. Theo kia mặt tộc vương chủ ra lệnh một tiếng, đông đảo mặt tộc cường giả theo sát phía sau, nhao nhao hướng hạng sơn bên kia lao đi. Âu Dương Liệt cũng biết tình huống không ổn, vội vàng xông ra, thẳng hướng kia vương chủ đánh tới, cao giọng nói, hạng đại đầu ta tới cấp cho ngươi hộ pháp, ngươi an tâm đột phá, đợi ngươi tấn thăng cửu phẩm, ngươi ta liên thủ giết địch. Xa xa, bên kia truyền đến hạng sơn bi phẫn gầm thét, Âu Dương liệt ngươi cái lão hố hàng, lão tử đột phá cái thứ nhất chơi chết ngươi. Ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi rồi. Âu Dương liệt một mặt mộng. Muốn nói hố hàng, hắn cảm giác hạng sơn mới là cái hố hàng. Nếu không phải hạng sơn bỗng nhiên tiết lộ ra đột phá khí tức, Lúc này nhân mạch hai tộc các cường giả đại khái đã lui đi, nhưng bây giờ, một trận đại chiến xu thế không thể miễn, cũng không biết có bao nhiêu cường giả muốn như vậy vẫn lạc. Kết thúc chương 3554, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, mời các bạn đăng ký kênh của mình để tiếp tục nghe các chương sau nhé.